Bạn muốn đạt kết quả vượt trội để trở thành người kiệt xuất, đơn giản là tập trung và kiên định vào một việc, chỉ một việc, và cương quyết nói không với tất cả các chi phối, phân tâm. Lý do là trung bình sau 11 phút tập trung làm việc gì đó thì con người sẽ bị phân tâm, và phải mất thêm 25 phút nữa thì mới có thể tập trung trở lại, để rồi 11 phút sau lại bị phân tâm tiếp. Tắt điện thoại, không đọc tin nhắn, đóng email, không internet mỗi khi bạn đang tập trung. Khi cả thế giới đều bận rộn với những chuyện không đâu vào đâu và bị phân tâm, thì bạn hãy tập trung vào cái trọng điểm, chắc chắn bạn sẽ thành công. Nếu có ai hỏi năng khiếu của bạn là gì, và nếu câu trả lời của bạn là tôi biết cách tập trung, tôi tập trung rất giỏi, thì bạn đã nắm chắc phần thắng.